Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 với Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 20 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, số ca bệnh COVID-19 phát hiện thông qua công tác tầm soát tại các bệnh viện có chiều hướng giảm trong những ngày gần đây. Cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, sáng 20 tháng 7, ngành y tế báo cáo chỉ có 8% số ca bệnh phát hiện thông qua công tác tầm soát tại các bệnh viện. So với những ngày trước, con số này là hơn 20%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trọng tâm trong những ngày giãn cách xã hội là xét nghiệm để phát hiện sớm và bóc tách F0, F1, đồng thời siết chặt quản lý nghiêm khu cách ly, khu phong tỏa, bởi nếu buông lỏng thì sẽ lãng phí công sức. Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị quận Tân Bình giao một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận điều hành công tác xét nghiệm, chứ không thể giao về trung tâm y tế quận, bởi trung tâm y tế không thể chỉ đạo chủ tịch phường. Các phường nắm rõ vùng đỏ, vùng xanh, kết hợp test nhanh với PCR, trả kết quả kịp thời, không để ứ động trong xét nghiệm. Tương tự như cấp thành phố, hiện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đang được giao điều hành công tác xét nghiệm của toàn thành phố. Liên quan đến cách ly F1 tại nhà, ông Phong yêu cầu chỉ áp dụng đối với các F1 đáp ứng đủ điều kiện, bởi F1 mà trong khu nhà trọ san sát nhau thì chuyển thành F0 rất nhanh. Khi cách ly F1 tại nhà phải kèm theo hướng dẫn cụ thể. F1 trong vùng nguy cơ rất cao thì không thể cách ly tại nhà mà phải cách ly tập trung để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, ông Phong yêu cầu làm tốt 3 vấn đề gồm chữa trị kịp thời và hạn chế F0 chuyển nặng, cung ứng thực phẩm và giải quyết bức xúc kịp thời. Trong đó, tăng cường vận động người dân cùng phối hợp, chia sẻ với quận để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.